Một trong những điều tâm đắc nhất khi mà mình đọc cái cuốn sách Nền Giáo Dục Của Người Giàu đấy, thì đó là kỹ năng thành công số 6, xây dựng thương hiệu của bạn đấy. Tức là chúng ta làm cho cái CV nó trở nên hoàn hảo hơn. Vào tháng 8 năm 2009 thì một chuyên gia nổi tiếng trong ngành xuất bản mà tôi từng theo dõi, Tipai Tyler, lúc đó là phó giám đốc marketing điện tử ở Haribo Colin, đăng một dòng với nội dung sau: có ai trong ngành sản xuất thuê cô gái này không? Tôi tò mò, tôi đã nhấp chuột vào đường link và đọc được nhiều thông tin về một thanh niên, một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học có tên là Marian, người vừa làm một điều gì đó thực sự là khác biệt. Như nhiều sinh viên Mỹ thuật vừa mới tốt nghiệp thì James Perry ước mơ được làm việc trong công ty xuất bản lớn, và nhiều sinh viên mới tốt nghiệp khác cô cũng không đủ may mắn. Tôi tốt nghiệp vào tháng 5 và đến giữa tháng 8, nên tôi thực sự bắt đầu thấy nản lòng, bởi tôi vẫn chưa tìm ra được việc. Tôi đã ứng tuyển rất nhiều vào vị trí hầu hết các nhà xuất bản lớn và thậm chí cả những nhà xuất bản nhỏ ở New York. Cơ bản, tôi đang làm theo những gì mà trung tâm hướng nghiệp đại học hướng dẫn tôi. Tôi có một bản CV hoàn hảo. Tôi dành 2 giờ để hoàn thiện thư xin việc và khiến nó thật hoàn hảo rồi gửi đi, nhưng chẳng nhận được phản hồi nào cả. Tất cả những gì mọi người chỉ bảo tôi để tìm được việc chẳng có tác dụng gì. Tôi như vừa sa vào chiếc hố tử thần. Với hàng nghìn người tìm việc, tôi ứng tuyển cho vị trí của một công ty xuất bản nhỏ, và nhân viên nhân sự ở đây nói rằng họ đã nhận được 500 đơn xin việc. Đó không phải là công việc tuyệt vời nhất, đồng lương cũng chẳng ra gì, nhưng nó có hàng trăm người đấu đá nhau để có được nó. Cô ấy nói với tôi, Marian thử cái khác. Cô ấy đăng một quảng cáo giá 100 đô la trên Facebook với dòng tiết sau: tôi muốn làm việc cho các HarperCollins. Đây là một công ty mục tiêu hướng đến khách hàng và là một trong 6 nhà tuyển dụng hàng đầu New York trong ngành xuất bản. Deeper Tyler, người làm việc trong HarperCollins lúc đó, đã nhìn thấy quảng cáo của Median xuất hiện trên trang Facebook của mình và đã đăng một dòng cập nhật khen ngợi ý tưởng và kỹ năng của Median. Hiện nay, nữ sinh tốt nghiệp đại học này là một trong những người được ngưỡng mộ nhất trong ngành sản xuất, ngành xuất bản Mỹ. Khích lệ các đồng nghiệp khác cùng ngành tuyển dụng, ý tưởng xin việc của cô đã truyền đi rất nhanh trong ngành xuất bản. Mà sau này, Marian đã viết trong blog của mình, đã có ít nhất một người trong số của tất cả các nhà xuất bản của tôi ứng tuyển gửi vào email cho tôi để thông báo rằng họ đã chuyển CV của tôi cho phòng nhân sự và muốn gặp tôi, hoặc thậm chí để nói rằng họ thích ý tưởng của tôi. Ấn tượng với ý tưởng và sự sáng tạo của nữ sinh mới ra trường này, tôi đã chủ động viết email cho cô ấy: tôi có một gợi ý dành cho bạn. Bạn có thể rút ra một mà cho bản thân một lời khuyên nào đó từ dưới đây. Tại sao lại cần phải tìm kiếm nhà tuyển dụng? Với một động lực, ý tưởng và tài năng, bạn hoàn toàn có thể thành công với vai trò nhà tư vấn sản xuất xuất bản tự do. Đến nay tôi đã có 3 năm làm việc tự do và rất thoải mái. Hiện nay tôi đã kiếm được nhiều tiền hơn việc dành cho một khoảng thời gian để cố gắng tiến thân từ một vị trí trong nhà xuất bản. Tôi đã làm tất cả những điều này trong khi làm việc ở New EC, thoải mái ở Berlin, chọn dự án mà tôi thích, làm việc trên máy tính ở bất kỳ đâu. Tôi dành 5 tháng vào năm 2007 để làm việc này khi nhóm nhắc cà phê later trong quán cà phê Wi-Fi Bullet Airline. Bạn có động lực, bạn có tài năng, bạn hoàn toàn có thể làm bất cứ điều gì cho mình. Ý tôi là hãy thoát khỏi tư duy lỗ mòn. Bạn không cần bất cứ nhà xuất bản nào phải trả cho bạn 35 đô la, 35.000 đô la. Khi bạn có thể kiếm được nhiều hơn thế bằng chính tài năng của mình. Kiếm ai có quan điểm dám nghĩ dám làm mà tôi đang có, và bạn có thể tiến xa hơn ở bất kỳ nơi đâu. Marian viết thư lại cảm ơn với lời đề nghị của tôi, nhưng nói rằng cô ấy sẽ không chấp nhận công việc
mà cô có được nhờ những ồn ào lây lan để chóng mặt xung quanh khi chiến lược quảng cáo bản thân qua Facebook. Đó là một vị trí trong một công ty BR sản xuất bản lớn của thành phố, một công việc mà hầu như bất cứ sinh viên mỹ thuật nào đều muốn gia nhập ngành xuất bản tại thành phố New York đều phải kiên trì. Tuy nhiên, sau một vài tháng được ném cài công việc hành chính, ý nghĩ làm tự do làm giống cô muốn tự làm ăn, và một lần nữa viết thư cho tôi hỏi xin lời khuyên, tôi bắt đầu tư vấn cho cô ấy về cách chuyển sang làm tư vấn tự do. Cô ấy làm thực hiện một cú nhảy ngoạn mục và từ bỏ công việc thoải mái và an toàn, và bắt đầu thực hiện bằng vụ tư vấn truyền thông xã hội tự do có được thông qua Tipper Tire. Một năm rưỡi khi chuyển sang làm tự do, 2 năm sau khi rời trường, khi tôi viết cuốn sách này, Stemberry đã tự tạo ra được một blog về xuất bản sống động, được nhiều người biết đến và nhận khoảng 50 lời nhận xét. Mỗi lần cô ấy đăng bài, thu hút được hàng nghìn người theo dõi trên TV, trên Twitter, và trả lời dòng cập nhật của cô ấy thường xuyên. Chúng cũng được trích dẫn trong ABC News, CCN và Tham, như là một cái nhà mạng lưới MSN, thậm chí cô còn xuất hiện trong danh sách thế hệ lãnh đạo tương lai của ngành xuất bản. Thử nghĩ xem liệu cô ấy có cơ hội nhận được sự công nhận đó trong vòng 1 năm, nếu như bất cứ làm công việc hoàn toàn thời gian, việc toàn thời gian ở một nhà xuất bản. Nhờ cái tên nổi như cồn nên nhu cầu đối với các dịch vụ của cô ấy cũng tăng lên đáng kể, và hiện cô đang được trả $100 trên một giờ tư vấn. Tất cả những điều này diễn ra trong thời đại suy thoái kinh tế tồi tệ nhất ở đại khủng hoảng. Marian chắc chắn đang kiếm được nhiều hơn các đồng môn của mình. Tôi nghĩ một người bạn của tôi có công việc chính thức, còn những người còn lại thì đang chật vật tìm việc làm, hoặc là bạn phải tạm gác việc bán thời gian khác. Người bạn có công việc chính thức này sau khi nhận được hàng tá giải thưởng và huy chương, anh ấy đã rất thông minh, anh ấy làm việc cho Starbucks và chẳng kiếm được đồng nào từ công việc của mình. Ngoài công việc tự do, vì chẳng kiếm được công việc của mình, ngoài công việc tự do qua Internet và Skype, cô ấy đã phân bổ thời gian và công việc hợp lý giữa London, New Zealand và New York. Ngoài ra đã bán một khóa học trực tuyến mình có tên là Remind Job Hunt, tạm dịch là xong việc làm, để tìm những người khác có thể thành công như cô sử dụng mạng xã hội và thương hiệu cá nhân để làm việc. Và đang khuyên các bạn vừa mới tốt nghiệp rằng mỗi ngành nghề đều có 20 blog hàng đầu và những người ảnh hưởng trực tuyến, và cần tham gia vào thế giới ảo để kết nối với họ, đặt mọi thứ có thể và viết suy nghĩ của mình vào đó. Giả sử bạn muốn tham gia vào lĩnh vực phi lợi nhuận, bạn hãy tìm kiếm từ khóa các tổ chức phi lợi nhuận trên Twitter, và chắc chắn bạn sẽ tìm được ai đó để lập nên danh sách 25 tổ chức phi lợi nhuận hàng đầu trên Twitter, hoặc các bệnh viện, các công ty quảng cáo hàng đầu nào đó, cho dù bạn muốn gia nhập ngành nghề nào đó chăng nữa, đều có một cộng đồng những người như vậy trên Twitter. Những người này sẽ xuất hiện thường xuyên trên mạng lưới, vì sẽ đừng bỏ lỡ cơ hội kết bạn với bạn với họ. Ý tôi là việc này không hề khó khăn, lập hồ sơ trên Twitter và hoạt động gia nhập cộng đồng liên quan đến ngành nghề hoặc chuyên môn của bạn. Bạn sẽ được mọi người trong cộng đồng đó biết đến và tìm đến một cách dễ dàng hơn. Bỏ qua tư vấn hướng nghiệp và không nên tập trung thái quá vào bản CV. Bạn có thể chuẩn bị một bản CV hoàn chỉnh theo yêu cầu các nhà tuyển dụng, nhưng đừng quá công phu. Hãy lập một bản CV trực tuyến như mạng xã hội Facebook nhằm để mục đích kết nối bạn bè và đăng xuất các hình ảnh của bạn, nhưng bạn có thể tận dụng tính năng của nó nhiều hơn thế. Tóm lại, thành công của Marian không phụ thuộc vào sự thật cô ấy có bằng đại học hay không, có một CV hoàn hảo hay không, mà bất cứ điều gì cô ấy có thể học ở trường, nó phụ thuộc vào sự hiểu biết của cô ấy trong việc xây dựng thương hiệu cá nhân. Như vậy, định nghĩa thương hiệu bằng câu có lẽ không từ nào đơn giản hơn từ tiếng Anh, mà lại có thể mang nhiều hình ảnh, màu sắc đa chiều, đa nghĩa như thương hiệu brand. Nếu muốn, bạn có thể dành thời gian trong một thư viện toàn sách để tìm hiểu khái niệm này, và bạn có thể đầu tư 25.000, 100.000, thậm chí hàng triệu đô la cho cố vấn tài năng để tạo thương hiệu cho bạn. Một từ vừa là động từ vừa là danh từ, tôi có thể tóm lại
tổng lược tất cả những ý dài dòng trên được định nghĩa ở gói gọn câu thứ hiệu của bạn là những gì mọi người nghĩ đến khi có thể nghe thấy trên mạng. Quả thực tôi vừa tiết kiệm được $10,000 thuê cố vấn thương hiệu và nhiều năm nghiền ngẫm những cuốn sách thời thượng càng học những thông tin mập mờ để đẩy thương hiệu. Và nếu mọi người nghĩ những đám tin tự tin chẳng hạn thông minh hài hước có chính tiến thủ thiếu hiểu biết hay nghe đến tên bạn thì đó là thương hiệu của bạn. Nếu mọi người nghĩ đến kẻ thất bại đang tìm chỗ đứng trên thương trường thì nghe thấy tên bạn đó cũng chính là thương hiệu của bạn. Nếu mọi người nghĩ rằng đến điều gì khi nghe thấy tên bạn mà không hề có thương hiệu, nếu mọi người chẳng nghĩ điều gì mà khi có thể nghe thấy tên bạn thì bạn chẳng hề có thương hiệu. Và bạn thân mến, đó là một vấn đề, bởi thương hiệu của bạn là một trong những khối tài sản lớn nhất mà hầu hết trường hợp nó cũng quan trọng hơn cả bản CV của bạn. Thương hiệu càng lớn, bản CV càng không thành vấn đề. Ngược lại, nếu bản CV hoàn hảo, bạn chắc chắn có được thương hiệu thì vị trí 347 hoặc là 500 bản CV hoàn hảo chắc chắn dành cho bạn. Thương hiệu của bạn sẽ cho phép bạn kiếm khá nhiều tiền với thời gian và tầm nhìn của mình. Giống như Marian, nó mở được nhiều cơ hội trong sự nghiệp của bạn và thật khó tưởng tượng nếu bạn không có thương hiệu. Những người học đại học thường dành phần lớn thời gian để làm CV và vài năm để bổ sung thêm hoặc hoàn chỉnh rồi bản CV của đó, nhưng họ không quan tâm đầu tư thời gian xây dựng danh tiếng. Đó là một sai lầm vô cùng lớn trong việc đầu tư thời gian, tiền bạc và chú ý sai chỗ. Dù vào cơ sở này, Seth Godin đã nói với tôi, nếu anh quyết định rời trường thay vì hoàn thành chương trình học, hãy quyết định tự học cái gì đó mà anh có thể nghĩ là quan trọng. Đó là câu chuyện của anh cũng cần có câu chuyện để tìm được việc. Và phía sau đề sách chữ bao of ear contact, tạm dịch là sức mạnh giao tiếp bằng ánh mắt, đã có đề cập đến một thông tin của anh khi học tại đại học Bonn. Đó là câu chuyện của anh. Câu chuyện của anh có thể là anh có trong blog hoặc là được nhiều người biết đến, nhất là nhất biết về độ an toàn trên máy bay. Và nếu có được như vậy, anh sẽ tìm được công việc BR hoàn toàn trên máy bay. Đó là thực sự câu chuyện tuyệt vời. Câu chuyện đó hay hơn nhiều câu chuyện anh học ở đại học Bonn. Khi xét nói đến vấn đề cuối cùng về sự an toàn trên máy bay, tôi đã hốc miệng và kinh ngạc. Tôi thật sự biết tác giả blog về độ an toàn trên máy bay được thực hiện đến nhiều người biết đến. Cô ấy là phóng viên hàng không cao cấp trên tạp chí New York. Cô ấy viết về cuốn sách về sự an toàn trên máy bay cho các nhà xuất bản Heather Collins và đang viết dở một cuốn sách về chủ đề này. Cô ấy là giám đốc điều tra Kyder, một luật vận tải hàng đầu từ năm 2001 đến năm 2008. Cô ấy là mẹ của Marian và là bạn và bạn thử đoán xem, cô ấy không có bằng đại học và chỉ học một trường cao đẳng không mấy danh tiếng. Khi được làm việc ở một đài truyền hình suốt mùa hè năm thứ nhất, cô ấy thích thú với công việc này nhiều đến mức không quay lại trường học nữa. Cô ấy kiếm sống bằng việc đưa tin cho hàng không CNN, thậm chí trở thành một phóng viên hàng không cốt cán và sự nghiệp khởi sắc từ đó. Tôi hỏi sếp, xem anh có biết chưa biết, nhưng anh hoàn toàn không biết. Khi đưa ra vài ví dụ của mình, anh đã tưởng tượng một vài câu chuyện đời thật bất ngờ. Cô ấy xây dựng một thương hiệu nổi tiếng cho chính mình. Đó không phải là chuyên gia an toàn hàng không từ A bằng tay trắng, mà là không có bằng cấp nào. Dường như Marian đã giữ một cuốn trong cuốn sách của mình. Xét tiếp tục câu chuyện còn dang dở, giả sử anh viết anh nhận được vào đại học Harvard nhưng không đi, đó là câu chuyện tuyệt vời hơn việc của anh nhận được vào Harvard và tiếp tục theo học. Đó có chuyện tầm thường và tiêu tốn của anh ít nhất là 4 năm. Tôi tưởng tượng một bạn trẻ nào đó gửi cho một bạn sao lá thư mời nhập học của Harvard, cũng là bạn sao thư từ chối học và nói với nhà tuyển dụng tiềm năng đó là đây là những gì mà tôi làm trong suốt 4 năm thay vì được học, đó là trí tuệ khi có thể được vào học tại Harvard và năng lực có thể có được nền giáo dục chất lượng như Harvard, tư duy vượt qua khỏi lớp mòn. Hãy thuê tôi, thử nghĩ xem một nhà tuyển dụng nào đó có tầm nhìn xa trong đầu thì tò mò đến như mức nào. Những câu chuyện có thể có ở khắp nơi sẽ tiếp tục. Chúng ta sợ, chúng ta xấu hổ khi nhìn thấy những câu chuyện mang tính thương hiệu và cá tính cá nhân để cho mọi người. Thì tôi từng đăng một câu blog gây tranh cãi, tại sao CV lại phải nhiều phiền nhiễu. Lý do bạn không nên có CV là ở bất cứ công việc nào bạn cũng có thể nhờ CV đẹp, mà không phải là như đẹp
có thể không phải là công việc như bạn mong muốn. Cô Linh đã đăng trên blog. Tôi nghĩ là tạm dừng một tí, đó là khi mà đăng lên blog ấy, thì tôi nghĩ các bạn là đặc biệt đáng ngạc nhiên nữa, có khả năng thu hút mọi người. Bạn không nên có CV làm gì cả. Nếu không có bản CV, bạn có gì? Thế là những lá thư giới thiệu hấp dẫn từ những nhà tuyển dụng biết và tôn trọng thì sao? Hoặc là một dự án hấp dẫn mà bạn có thể thấy hoặc biết đến, hoặc một chút tiếng thăm có lợi cho bạn. Một blog hấp dẫn, sâu sắc khiến họ có lựa chọn khác ngoài việc giám sát tiếp. Một số người có thể nói, ồ được đấy, tôi chẳng có thứ nào mà thế này. Chính xác, đó là điều tôi muốn nói đến. Nếu bạn không có những thứ này, tại sao bạn phải nghĩ đến mình đặc biệt, đáng ngạc nhiên hay có khả năng thu hút mọi người? Tôi thấy được cái vẻ mà nếu như bạn không có điểm trên, bạn hãy quên hết những điều mà vừa được học và hành động như một người bình thường. Những công việc hấp dẫn đẳng cấp thế giới hoặc những công việc mà mọi người phải nỗ lực sống chết có được là những công việc không có được bằng việc gửi một bản CV qua email. Nếu là tôi sẽ để cho mọi người đánh giá xem tôi có đặc biệt không. Nhưng tôi chắc chắn rằng năm 2007, tôi không có đồng nào từ thu nhập được viết đến các người khác cho thấy bản CV của mình. Tất cả công việc của tôi trong 4 năm qua với tư cách một tác giả, một người Việt làm việc tự do đều có thể được giới thiệu từ cá nhân, từ các kết quả và dự án. Đó là tất cả những thương hiệu cá nhân mà tôi được nuôi dưỡng. Bạn có hình thành được trong phẩm chất này ở trường đại học hoặc trung học, nhưng bạn có thể phát triển chúng bằng những trải nghiệm thực tế. Đó là thương hiệu của bạn. Hãy nghĩ đến trải nghiệm marketing, trải nghiệm dẫn đầu trong các trải nghiệm. Hãy chắc chắn là những trải nghiệm tốt đẹp đó được cập nhật trên Google để cho các nhà tuyển dụng hoặc là các khách hàng tiềm năng có thể tìm thấy được bạn. Nó có thể như vậy. Ấn tượng thương hiệu được tạo ra sẽ là những gã quý quái này đã làm được rồi. Hay đơn giản là ồ. Trong phần sau thì có rất nhiều các kỹ năng khác nhau mà sẽ được học. Tuy nhiên sẽ lướt qua những cái ý chính, bởi vì lần sau nó càng về sau thì nó càng nhiều. Tầm quan trọng của việc xây dựng thương hiệu đó là người mà không có bằng đại học thì đã bắt đầu sự nghiệp ở một vị trí nhân viên trang điểm chuyên nghiệp, cô ấy bắt đầu làm việc ở một vài công ty trang điểm lớn. Người này tên là Marie Andot, trang điểm cho một buổi chụp hình và chiến dịch công khai của họ. Cô ấy thậm chí còn gia nhập vào một số hoạt động tập thể của công ty này và sau đó là trở thành đối tác thu mua các công ty bán lẻ và hàng may mặc. Thậm chí đã đạt được những bước đầu thăng tiến của tổ chức, nhưng cô ấy bắt đầu cảm giác nhàm chán, quen thuộc ở một công ty khác. Đó là một quán ăn của máy. Tôi làm việc đến 10 đến 12 giờ mỗi ngày và chỉ kiếm được khoảng 5.000 đô la ở Canada. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi và thực sự chán nản bởi không được một công ty quan trọng nào. Tôi gần như đánh mất đam mê và cảm thấy bế tắc. Tôi cảm thấy mỗi ngày là một ngày chuột chuỗi. Buổi sáng sau khi thức dậy, bạn đánh răng, bạn rửa mặt, bạn vào bếp và chuẩn bị ăn sáng. Bạn lái xe đến những nơi làm việc. Bạn chờ đến buổi giải lao, buổi sáng, buổi đến buổi trưa, buổi trưa tan tầm, bạn mệt mỏi và chẳng muốn nói chuyện về bạn bè hoặc là vợ chồng. Bạn vào máy tính và ngồi lặng thinh và lướt web. Bạn đi ngủ và sau việc này lặp đi lặp lại. Đó là cuộc sống của tôi. Tôi biết mình phải thay đổi và phải làm gì. Tôi không biết sẽ làm như thế nào và làm gì để chắc chắn được việc làm được điều đó. Năm 2006, Maria lên mạng và tìm có ý tưởng thay thế cuộc sống buồn đẻ hiện tại. Cô ấy thấy trên YouTube nhiều người đã tạo ra video giá rẻ về chính họ và web chúng được giống các chương trình truyền hình về chính họ. Cô ấy đã từng được lên truyền hình trước đây và nhờ những câu chuyện liên quan đến trải nghiệm cảm thấy tương lai của mình nằm ở khả năng xây dựng thương hiệu trực tuyến cho bản thân. Từng chiếc máy ảnh trực tuyến số cho bản thân, cô ấy bắt đầu tải lên những video đơn giản của các học hỏi kinh doanh, cách tạo ra một cuộc sống cho chính mình, blog video hay hành trình tìm kiếm. Thực hiện, chia sẻ các bí quyết và các mẹo nhỏ trong cuộc sống mà cô được học. Cô tạo ra một YouTube
cho tiến mình một quả lốc. Chạy trên web map và bắt đầu lan truyền thông tin trên blog và trên Facebook với tìm hiểu các tối ưu hóa công cụ tìm kiếm SEO, bắt đầu tối ưu hóa dựa vào chủ đề và mô tả video của mình để thu hút được sự quan tâm của những người tìm kiếm một chủ đề liên quan bên nhau từ kinh doanh và phát triển sự nghiệp và mạng xã hội. Ngay sau đó cô ấy đã tự tìm một mạng lưới phát triển trực tuyến, một vài người đã đề nghị cô ấy hướng dẫn họ marketing qua video cho họ thu hút được khách hàng và bắt đầu kiếm được nhiều tiền. Maya bắt đầu thu hút được sự chú ý của một số blog và website lớn. Cô ấy đến các sự kiện và hội thảo để trình bày. Những người có mặt tại đó bao gồm các diễn giả và đều biết chỉ có mặt của video trên mạng xã hội của tôi. Rất nhiều số họ biết tôi là ai, thậm chí trước khi tôi gặp họ, xây dựng thương hiệu cho chính mình, giúp mọi người biết đến bạn, có những tốt đẹp trước khi họ gặp bạn. Nếu bạn có thể tạo ra được sự ảnh hưởng đó, các cơ hội sẽ xuất hiện. Hiện nay, Mana được biết đến là một trong những chuyên gia hàng đầu về xây dựng thương hiệu và kinh doanh thông qua video trực tuyến. Cô ấy đã bỏ việc hiện đang marketing tại dịch vụ và đang tìm kiếm được 6 con số tham gia tự do và linh hoạt. Rất nhiều người đang thắc mắc khi xây dựng thương hiệu cho chính mình, liệu thương hiệu có mang tên chính họ hay nên đưa ra cái tên phù hợp cho nền công nghiệp, thị trường, lĩnh vực mà họ đang làm việc. Mana đã trả lời thẳng thắn, nếu đang làm việc hay đi làm thuê ở một sở hữu công ty, bạn nên xây dựng thương hiệu chính bằng cái tên của mình. Cho dù đang làm thuê đi chăng nữa, bạn vẫn phải marketing chính bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn đang đăng ký được website tên của bạn.com. Nó có thể đang tồn tại và bạn có thể thay đổi sáng tạo cho website đó. Nhưng chắc chắn bạn phải dựng được một nhà thương hiệu của mình trên Internet để biến nó thành nơi gặp mặt, trao đổi qua blog, YouTube, Twitter và Facebook và LinkedIn. Nhiều người, tôi cảm thấy nhiều người sai lầm khi cố gắng tạo ra thương hiệu cho họ một khái niệm phân khúc thị trường đó thay vì tên của chính họ. Ví dụ, họ quan sát danh sách của bạn và có thể tạo ra thương hiệu nổi tiếng trong danh sách tên riêng ai đó. Trong danh sách của tôi thì chỉ có tên là Hitler BMW là tên riêng. Những cái tên khác thì đều là những người thành lập phát triển doanh nghiệp qua thời gian để tạo danh tiếng và thương hiệu cá nhân bền vững. Tên của Marian Androv đã trở nên một cơ hội trên Internet, trong kinh doanh hoặc là cơ hội sự nghiệp của chính mình. Cô ấy không còn là một mắt xích bán răng của máy. Cô ấy có thể là một thương hiệu. Cô ấy cho rằng việc nên làm một điều tuyệt vời trong lĩnh vực của mình, tiếp đến là tạo hồ sơ tìm kiếm trên Google. Một thành tựu này thông qua một cộng đồng mạng xã hội đa dạng. Cô ấy là làm tất cả những điều này thay vì tạo ra bản CV hoàn hảo. Google nó chính là một bản CV mới trong thế kỷ thứ 21. CV của bạn như thế nào? Vậy kết thúc được cái phần mà kỹ năng số 6 rất quan trọng khi mà đọc cái cuốn sách Nền Giáo Dục Của Người Giàu này. Còn bạn cảm thấy hứng thú điều gì trong các kỹ năng cuốn sách này, hãy chia sẻ với mình.